LG đã chính thức thông báo sẽ ra mắt LG V30 phiên bản Raspberry Rose, hồng dâu rừng tại CES 2018 sẽ diễn ra trong ít ngày nữa. Trong thông cáo báo chí, công ty Hàn Quốc mô tả màu sắc mới này là phiên bản bão hòa đậm màu đỏ, hoàn toàn không giống như bất kỳ điện thoại thông minh nào của LG hay các đối thủ khác trước đây. Dòng điện thoại cao cấp nhất của LG hiện có 4 màu sắc bắt mắt là đen, bạc, xanh, tím, và hồng dâu rừng sắp tới đây sẽ hoàn thành trọn vẹn bộ sưu tập đầy đủ các màu sắc.